Em chào chị ạ. Chị ơi, chị cho em hỏi là gia đình mình sử dụng máy lọc nước Geyser EK2 được mấy tháng rồi hả chị nhỉ? Mình dùng được 2 tháng rồi. Mình thấy kỹ thuật bên Geyser rất là tốt và chuyên nghiệp. Chế độ bảo hành điện tử thì mình cũng không phải lo lắng về thời gian thay lõi. Hơn nữa thì sau khi mình lắp đặt thì nhân viên kỹ thuật cũng có gọi điện thoại chăm sóc mình là sản phẩm tốt không. Thì mình thấy dùng rất là ok. Mình cũng đang bảo chị gái mình là sẽ mua một cái máy Geyser EK2 để dùng nữa. Cảm ơn Geyser rất nhiều.